Những biện pháp hạn chế dị ứng mà EU đưa ra đã gây khó khăn cho nền công nghiệp điều chế nước hoa khi mà những nguyên liệu truyền thống được sử dụng trong hàng chục năm qua đã bị cấm sử dụng vì gây dị ứng cho người tiêu dùng. Để tiếp tục công việc của mình, các nhà điều chế nước hoa buộc phải nghiên cứu tìm ra thành phần khác để thay thế. Cô Patricia Nicolai đã làm việc trong ngành chế tạo nước hoa trong suốt 25 năm cho nhãn hiệu Nicolai mà cô cùng chồng mình thành lập nhưng giờ đây cô đang phải tìm kiếm và thay thế một số thành phần của nước hoa nhằm đáp ứng những biện pháp hạn chế dị ứng của nước hoa gây ra trên người do Ủy ban EU ban hành có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014. Rêu, gỗ sồi là một thành phần được các nhà điều chế nước hoa yêu thích và được dùng làm nguyên liệu tạo màu cho hai nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, đó là Chanel No. 5 và Miss Dior. Rêu gỗ sồi cho nước hoa một màu nâu đậm như màu đất và hương thơm lưu lại với thời gian lâu hơn. Tuy nhiên, nguyên liệu này đang bị cấm sử dụng tại châu Âu vì gây ra dị ứng. Hồi năm 2012, dựa trên cơ sở từ 1-3% trăm dân số châu Âu bị dị ứng với một loại rêu được sử dụng trong chế tạo nước hoa, chính phủ Bỉ đã cấm sử dụng hai thành phần có trong rêu gỗ sồi là atranol và chlorotranol. Nếu các nhà điều chế vẫn muốn sử dụng nguyên liệu này thì cần phải tách hai thành phần này ra trước khi sử dụng, tuy nhiên mùi nước hoa sẽ nhanh phai và màu cũng sẽ nhạt hơn. Ủy ban châu Âu cũng cấm một thành phần tổng hợp khác gọi là HICC hay còn gọi là Liro, mô phỏng mùi hoa huệ có thể gây dưỡng da, đau nhức hoặc nứt da. Cô Patricia cho biết cô đang cố gắng thay thế một số các thành phần trong thời gian tới, nhưng việc này mất khá nhiều thời gian. Một số các công thức tạo mùi, một vài nguyên liệu của công thức đó có thể dễ dàng thay thế bằng một nguyên liệu khác, nhưng không phải công thức nào cũng làm được như vậy một số công thức rất phức tạp và việc thay đổi thành phần rất mất thời gian thực sự là một công việc rất phức tạp chúng tôi đang cố gắng nghiên cứu để có thể sớm đưa công thức mới vào sử dụng trong thời gian tới các nhà điều chế nước hoa cho biết chỉ có một số ít biểu hiện dị ứng da như chàm hoặc lỡ da. Tuy nhiên, họ cũng đã đưa vào sử dụng các nguyên liệu mới phù hợp với quy định của Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới. Vì họ cũng cho rằng các sản phẩm cần phải đạt độ an toàn tuyệt đối để tránh làm ảnh hưởng danh tiếng của họ. Đại diện chính sách tiêu dùng của Ủy ban châu Âu cho rằng bất kỳ hoạt động nào cũng đều phải có tính cân xứng. Bạn phải cân bằng giữa sức khỏe của người tiêu dùng và lợi ích của ngành. Đó là lý do vì sao chúng tôi đưa ra lệnh cấm ba nguyên liệu trên, đồng thời cũng đặt ra một ngưỡng phù hợp cho hầu hết tất cả mọi người. Điều này hơi khác với ý kiến của Ủy ban khoa học. Ủy ban cho rằng nên giới hạn từ phía người tiêu dùng, nhưng chúng tôi cho rằng điều này không cân bằng và sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, đối với một số nhà kinh doanh nước hoa như cô Patricia, điều này có chút không công bằng vì theo cô, ở nhiều lĩnh vực khác, mức độ độc hại cao hơn nhiều nhưng vẫn không bị các biện pháp hạn chế. Hiện tại đang có một nỗi ám ảnh quá lớn đối với nước Hoa, trong khi nếu đem so sánh với các lĩnh vực khác thì mức độ độc hại cao hơn nhiều. Ví dụ như thuốc lá, cá nhân tôi không cảm thấy dễ chịu khi ngửi phải mùi thuốc lá. Cô Patricia cho rằng quy định hạn chế là không cần thiết bởi người tiêu dùng hoàn toàn có thể linh động việc họ sẽ sử dụng loại nước hoa nào. Ví dụ như với những thứ chúng ta ăn, có những thứ chúng ta biết chắc rằng khi ăn vào sẽ bị dị ứng. Có nhiều người cứ ăn hầu là cảm thấy khó chịu, vậy thì họ không ăn hầu nữa, vậy thôi. Hiện vẫn chưa có một quy định cuối cùng nào về những nguyên liệu được phép sử dụng hoặc bị cấm sử dụng trong ngành công nghiệp điều chế nước hoa. Vậy nên trong tương lai, các nhà điều chế nước hoa phải luôn trong tình trạng sẵn sàng thay đổi nguyên liệu của mình mỗi khi có một lệnh mới được ban hành.